hong biết gì hết á. Bé chó Cory nửa đêm cào cửa xin vô ngủ cùng chủ sau khi đi vệ sinh. Đã có ai từng thấy một bé chó biết gõ cửa để xin phép chủ cho vô ngủ cùng hay chưa? Chó! Đã thế lại còn biết đi vệ sinh đúng chỗ nữa cơ. Nghe thôi mà đã thấy hâm mộ với khả năng dạy bảo cúng cưng của sen nhà này rồi. Đây là bé chó Cory của nhà bạn Thanh Nguyên. Bé có tên là Lore, thường xuyên được chủ đăng tải các video sinh hoạt hàng ngày trên TikTok, bao gồm việc đi chơi, tắm rửa, ăn uống và cả việc đi vệ sinh của bé cũng có luôn nha. Đây là đoạn clip được ghi lại thực tế nè. Vào 2 giờ sáng, tự nhiên thấy mắc vệ sinh nên Lore đã khều chủ của mình để mở cửa cho bé đi xuống nhà xả lũ. Ngay sau khi xả được nỗi buồn tâm sự là bé chân ngắn mông to tự giác chạy lên lại lầu 1 rồi cào cửa kêu mẹ mở cửa để cho Lore được tiếp tục ngủ cùng mẹ. Nhìn cái đứng hai chân cào cửa rồi ngồi phệt xuống đất chờ, thấy mà thương. Không biết ai dạy cho kiểu chờ đáng yêu như này nữa. Thế là mẹ ra mở cửa là hắn ta hí ha hí hửng chui vào ngủ tiếp. Đoạn clip nhận được nhiều lời khen từ các bạn khán giả, chủ yếu mọi người khen bé rất giỏi, biết đi vệ sinh đúng chỗ. Còn lại thì rất thích cách mà bé ngồi chờ mẹ mở cửa, chứ không sủa sùm để cố đánh thức mẹ. Xem xong clip này tự nhiên muốn thử nuôi một ông Cory ghê, còn bạn thì sao? Hãy cho Yêu Lù biết nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lù, nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!